Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh xử lý vụ việc một cơ sở thẩm mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn khi phát quà từ thiện cho hàng trăm người. Cơ sở này nằm trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip, hàng trăm người dân đổ dồn về đây nhận quà, tiền tại buổi phát quà của bệnh viện này. Tại buổi phát quà, phía bệnh viện được lực lượng dân phòng, công an địa phương hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, lượng người đổ về đông khiến khu vực này trở nên mất kiểm soát. Trước cổng bệnh viện, hàng trăm người dân chen chúc xô đẩy nhau. Đỉnh điểm, dòng người leo qua khuôn viên, đẩy cửa kéo và bảo vệ giữ cổng để vào bên trong khu vực phát quà. Vụ việc có người bị ngất xỉu, một số tài sản hư hại. Ngay sau đó, trên trang của bệnh viện đăng tải bài viết xin lỗi vì không kiểm soát được tình hình vụ việc. Phía bệnh viện cho biết sẽ làm việc với chính quyền địa phương để giải trình vụ việc. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 13 quận 6 xác nhận có vụ việc trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, địa phương đã bố trí lực lượng ổn định an ninh trật tự, nhưng lượng người đến quá đông nên dần mất kiểm soát.